K35 và K37 trận thi đấu thứ hai ở sân số 1 trong chiều nay. Và Trương Quang An là cầu thủ áo số 89. Ở hiệp 1 này thì các cầu thủ K35 sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải mà của các bạn. Và hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. Đánh đầu. Đường chuyền Bruno. Trong một sân thế này do số 88 Nguyễn Duy Hùng. Trương Quang An, Vương Lộc, Thạch, Duy Liệu, xin quý vị tiếp tục đến với trận thi đấu thứ hai, trận đấu giữa K35 và K37 trong khuôn khổ giải bóng đá các câu lạc bộ thị xã Kỳ Anh. Thêm một đường chuyền dài nữa. Và đương nhiên rất tốt. Đấy đâu, đó là CEO. Đây là câu trả lời của K35. CEO đôi cố đi vào sáng ăn. Tuyệt vời, quý hiệu phản xạ tuyệt vời cùng Nguyễn Văn Tuấn. Phản công dành cho K37. Đức Hải rất khéo léo của Đức Hải. Sút điểm không vào. Và đầu vơi chính xác của Nguyễn Văn Tuấn. Một pha bóng đầy nỗ lực đến từ tiền vệ Đức Hải. Thì trọng tài đã đổi còi để kết thúc trận đấu giữa K35 và K37. Hai đội đã hòa nhau không đều ở trong trận ra quân. Và như chúng tôi đã nói, một điểm cho cả hai là cái kết đẹp trong trận đấu này. Một trận đấu cân tài cân sức giữa K35 và K37. Và các bạn khán giả thân mến, buổi tường thuật các trận đấu chiều nay của Kết nối bóng đá cũng sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo.